Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì sẽ có một tập game mới. Đó chính là tập mấy vậy ta? Tập 7, đúng rồi, tập 7 của The Battle Cast. Ok, bây giờ mình nhận ba mấy cái SP này, cái của Gamatoto nè. Bây giờ sáng sớm luôn á, mình mới vô game luôn á là mình quay liền. Để coi hôm nay là có những cái nhiệm vụ gì trong game đang chờ mình xử lý ha. Nhận cũng được khá SP. Rồi giờ bây giờ mình set thời gian cho nó chạy tiếp thì cái nào đây ta? Ủa sao có như đây vậy? Đây có cái này mới nè, cái bên này nè. Cái này thì mình chưa có xài bao giờ, mình chưa có thiết lập bao giờ á, cho nên là bây giờ mình sẽ thiết lập nào đây ta? Thôi thiết lập cái này đi, thiết lập cái này 6 tiếng. Ok. Giờ thoát ra thì đi upgrade mấy cái tính năng mà mấy tính năng kia kìa, mấy bạn cũng có kêu mình up lên á để đánh cho nó dễ hơn. Thì mình sẽ up ba cái cuối này trước, tại vì ba cái này á hình như là một cái là kiểu nhận được nhiều XP, một cái thì chạy tiền nhanh hơn hay sao á, mình cũng quên này. Mà ba cái cuối này khá là quan trọng, mà nói chung cái nào cũng quan trọng cho, mà tại mình muốn nâng ba cái cuối trước. À mình nhớ rồi, hình như là một cái là tăng energy á, đấu không có đủ nên là phải tăng thêm. Mình có nên up mèo không ta? Thấy cũng nhiều bạn kêu up con này con nọ, up tùm lum hết trơn mà không có đủ SP, cho nên là thôi để từ từ. Để mình vô cho mọi người xem mấy bữa dài mình có cày nè, cày kho báu, cày ra mấy cái viên ngọc nè, đó full power 100% luôn nha, ngọc vàng thôi. Còn như đây thì mình chưa có đánh. Giờ thì cũng có 5 vé vàng đó, cho nên là đi quay ha. Thì thấy sự kiện này cũng dễ thương lắm nè. Mà chắc khó ra lắm mọi người ơi, được có đợt sự kiện kia là dễ ra à. Mà này nhìn VIP quá ha. Đó, dễ thương lắm luôn. Nhìn thấy tạo hình khá là cute. Ở dưới này là... Ủa, đâu rồi? Ở dưới này là... Đây nè, ở dưới này là một cái là rare, là mình sẽ trúng mấy con rare trong này. Còn đây là super rare, là mình sẽ trúng mấy con này. Ở có con thánh thiện, con sushi rồi đó. Mấy con này thì mình trúng rồi, con táo nữa, con bụng tắm nữa. Cũng nhiều con mình chưa trúng lắm á. Ui, thấy có con gì mà Glomi Neneko, chắc là VIP cho nên là thấy để chữ màu đỏ. Còn mấy con khác còn lại thì đa số là chữ đen thôi ha. Thôi bây giờ thì cũng dưới này toàn là tên mèo thôi. Tới hai đợt sự kiện rồi mọi người ơi, còn cái đợt này nữa nè. Cái này là mình không thích mấy cái con này bằng cái đợt sự kiện hồi nãy. Cái hồi nãy thì nó dễ thương, còn cái này nhìn nó như là mấy cái con màu huyền thoại á. Mình không thích lắm, nhưng mà nhìn thấy có vẻ cái mấy con này thì mạnh hơn. Mà thôi, quay bên cái dễ thương này đi. Chắc kỳ này tổ mẹ không có độ đâu mọi người, tại vì đợt này chắc khó ra. Rare thì mình cũng không có ngạc nhiên gì mấy kết quả này hết trơn á. Mình cũng đoán trước là mình không có quay Gober rồi, tại vì khó lắm mọi người. Tại đợt kia dễ trúng thôi à. Này super rare một con bánh mì hả? Nhìn nó như cái lát bánh mì sandwich á. Thôi kệ, không ra Uber thì ra super rare ăn ủi cũng đỡ. Phải tiếp luôn. Mà chắc không ra đâu mọi người ơi, mình không có hy vọng vô. Trời ơi, ra con Apple Card này nữa. Còn hai vé, chơi luôn không? Chơi thêm vé nữa đi, hay chơi sự kiện này ta? Thôi để chơi sự kiện này tiếp đi, chơi thì khô máu tới cùng với sự kiện này. Không biết ra không, có khi nào phút cuối nó ra. Ui, rare thôi, con này mình có gọi mà mình cũng xài nữa, mình cất nó ở trong tủ nè mà không có lấy ra xài đó, quá trời luôn. Để sử dụng con này đây, hình như nó là super rare phải không ta? Để bấm vô coi. Đúng rồi, nó là super rare, bây giờ sử dụng nó luôn. Yes, ok, một em đã được khai mở. Còn con nào nữa không ta? Mình nhìn cái này mình nản quá à. Thôi con này rare thôi, làm biến á. À để mình sử dụng mấy cái này nè, mấy cái chức năng này nè. Để sử dụng mấy cái này. Mấy cái này chắc sử dụng hết luôn ha.
Ok, use on, sử dụng tất cả luôn. Yes. Ra sử dụng hết luôn, cái nào cũng sử dụng hết. Cái này là kiếm chạy tiền nè, chạy tiền cho lẹ hơn xíu nè. Rồi cái này luôn. Tra là cái gì quên này ta? Không nhớ nữa, không nhớ nữa mà kệ đi, có bao nhiêu thì sử dụng hết bao nhiêu luôn. Chứ để làm gì? Để đổi ra kinh nghiệm cũng uổng lắm mọi người. Để sử dụng này luôn. Sao nhiều dữ người ta? Để tới giờ nó nhiều quá, sử dụng hơi bị lâu một xíu nha. Mọi người đợi một xíu, mình sắp đi đánh map rồi. Xong cái này là ok, sạch sẽ rồi, sạch sẽ xong xuôi. Giờ ôi, nhận 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 khách food mèo mới một cái. Nhận cái con mèo bánh mì. Mình kêu nó đại là mèo bánh mì nghe, chứ mình cũng không biết là nó là con mèo gì nữa. Đây nó đây. Một em mèo bánh mì sandwich. Bây giờ đi ra để mà bắt đầu trận chiến thôi đó, thấy không? Mọi người thấy mình cày khá là nhiều ngọc rồi ha. Bây giờ đi đánh tiếp ở Canada. Giờ mình có Uber cho nên là lúc nào mình cũng sử dụng Uber ra. Mấy cửa sau sau này đa số là có boss không mà mọi người, mà mình thì mình không biết boss mạnh hay boss yếu á. Cho nên là cứ để tiết kiệm tiền rồi mua Uber ra cho nó khỏe. Chứ không thôi là gánh boss còng lưng à. Bây giờ thì cho mấy con mèo này cưng mấy con rắn này trước đi. Mấy con này không có đáng lo ngại. Mình nâng lên được level 6 rồi, để cho tiền nó rộng ra là 2750. Để tại con Uber của mình là 2660 á. Giờ thì đợi thôi. Không mà mua thêm con thần rìu này ra nữa nó mới ổn 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 một xíu, tại vì con thần rìu của mình cũng xài ok lắm. Còn giờ thì mình đợi tiền chạy, tiền nó chạy được 1600 mấy rồi. cũng rảnh đánh đánh trận mà cũng khá là nhàn. Bây giờ đợi tiền ra chạy 2000 mấy để mua bơ thôi. Đây đây đủ rồi nè, đủ rồi nè. Hả? Cho con cai của mình ra. Con cai Frosty cai thì mấy bạn nói là có nhiều loại cai lắm. Mà cái này của mình là cai người tuyết. Đó, giờ này boss ra đó, bây giờ trận sau sau này là lúc nào cũng có boss thôi mọi người. Cho nên là mình không có lường trước được, mình phải mua Uber ra để ngăn chặn tụi nó trước, chứ không thôi tụi nó ghê lắm. Đây thì một con nữa đó. Họ tụ hai, trời ơi, thắng luôn rồi. Ui, nhận được thêm XP với mấy cái tính năng này nữa nè. Giờ mình đi ra mình upgrade đi ha. Tại bữa giờ mình cũng cày kha khá XP rồi đó mọi người. Giờ mình cày XP thì chỉ để nâng mấy này thôi à, chứ cũng đâu làm gì đâu. Bây giờ đi nâng nâng con này, con thần rìu hay con sushi giờ mọi người? Thôi chắc nâng sushi đi ha. Nâng sushi đi. Tại đợt trước mọi người cũng kêu mình nâng sushi á, giờ mình sẽ nâng sushi. Nâng nâng coi thành thành cái gì. Hơi tiếc XP luôn á mọi người, cày mấy ngày trời mới được bao nhiêu đó, giờ nâng sạch luôn thôi. Thành thành cái con mà nó chỉ đổi màu sushi thôi. Bây giờ sẽ đem em nó đi ra trận đấu ở New York. Và chắc mình cũng gần gần chinh phục được chapter 1 rồi ha. Vẫn là chiến thuật cũ thôi. Tại cũng gần hết một chapter rồi thì toàn là boss boss không à mọi người. Cho nên là không có biết trước được đâu. Mua bơ vẫn hơn. Mà trước khi mua bơ thì mình phải mua con sushi để test thử cho mọi người xem cái đã. Để coi sức mạnh nó như thế nào. Chứ không test không biết. Phải test mới biết được. Chạy tiền được 700 mấy rồi, đợi 950 là mình mua liền. Đây, nó đây, nó đây. Mà cái con sushi này mình thấy có một điều á là nó đi khá lẹ luôn á, kiểu nó xoay 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 là đi thì bị lẹ luôn, lẹ hơn mấy con khác đi chậm lắm mọi người ơi. Wow. À thì ra là con này nó có súng, hồi trước nó không có súng đâu. Hồi trước là bình thường à, bây giờ cao cấp lên rồi. Mình đang tiết kiệm tiền định mua Uber ra để phòng ngừa boss xuất hiện á, mà nãy giờ không thấy boss gì lạ cho nên là chắc là mua mèo thường đánh luôn đi. Tiết kiệm tiền mua Uber lâu quá à, nó tới 2660 lận, tiết kiệm lâu lắm. Cho nên là mua mèo thường để đánh luôn cho lẹ.
ba cái đồ quỷ này cho mấy con này tiêu diệt cũng được mà đâu cần gì tới quê đâu. Theo mọi người, mấy tập sau mình nên nâng con gì tiếp theo? Bây giờ khá là nhiều luôn. Không biết nên nâng con nào, kiểu mình cũng hay mà rảnh rảnh là cày speed đồ để dành mà nâng cho mọi người xem á. Tới phút 90 mới có tiền mua bơ mà thắng luôn rồi. Ê, nâng mấy cái gói kia lên hình như XP mình cũng tăng lên luôn á. Biết quá vậy. Ui, đỉnh á, cái đó đỉnh á, để mốt nâng thêm. Giờ thì leo tiếp thôi, cũng sắp xong cái chapter hay gì. Cũng sắp xong một chapter rồi đó mọi người. Nên là cố gắng tốc độ lên. Bây giờ chưa có gì đâu cho nên là mình thả mấy con nhẹ đô này lên trước. Mấy con này gặp nhau là hợp lý, mới đầu thì nhẹ nhàng thôi. Căng thẳng làm gì? Đợi từ từ mình mới mua mấy con Super Rare ra. Chiến thuật của mình là mua tầm 3 con này thôi, để tiền lại mua mấy con Super Rare ra cái. Đây đủ xu mua con thần rìu ra nè. Con này là gánh tim. Em nó gánh tim rồi từ từ mình cho nó giữ chân đó rồi từ từ mình mới mua mấy con VIP Pro sao. Đây gần đủ tiền là mua em Sushi ra nè. Cho mạnh xíu. Để đội hình này không ổn. Sợ boss ra quá à. Ui, trời ơi, vừa mới nói luôn á, con gì vậy? Chuột túi hả? Căng ru ru. Mà không sao, mình có mua sushi lại tiếp sức mà. Sợ cái gì đâu. Đây, từ từ nó lại. Là con này sắp toan rồi. Ui, bay rồi, không mạnh lắm nha. Từ đang tiến tới thành á. Hình như là một con boss thôi. Cửa này là một con boss đó thôi à. Chắc hết boss rồi đó mọi người. Mà kệ, mua Uber ra luôn. Mình đang ở chapter 1 mà tính ra có hai con Uber là cũng ngon ha. Cũng ngon cơm rồi. Chắc mốt mình sẽ cày XP xong cái mình sẽ đầu tư hết XP vô hai con Uber này luôn. Cho nó mạnh mọi người. Đại Uber tới là sắp thắng rồi. Chứ nãy giờ không có Uber lâu á. Lâu thắng quá. Đó, thấy không? Thắng liền. Uber là phải khác. Ok, bây giờ mình sẽ leo tiếp luôn. Còn năng lượng là còn chơi nha. Tại mấy bữa gài á là tập mấy cái tập này là đa số là mình leo map thôi mọi người. Mình vẫn dùng chiến thuật cũ nha, là đầu tiên là mấy con này thôi. Xương mấy con này thôi mọi người. Chứ chứ cũng chưa đủ tiền mua mấy con VIP đâu. Đang tích tiền để mà mua con thần rìu ra để cho gánh tim. Thường thường là mình chơi là mình dùng con thần rìu với con sushi á, tại sushi mới nâng cấp nên là cũng xài cũng rất là ổn á. Bạn nào mà có sushi thì mình nghĩ là cũng nên nâng cấp đi ha. Mình thấy nó chơi cũng ok lắm. Kiểu đầu tư rất là đáng nha. Lại thêm một chiến binh xuất hiện nè. Sushi đi rất là lẹ. Sushi đi lẹ hơn mấy con khác đi chậm, đi đúng chậm luôn. Con này đi lẹ vãi ra. 1 phút 30 giây là sushi tới cứu trợ liền. Tạm thời là mấy con ta? À, 4 con. Để 4 con đi gánh tim đi. Giờ mình tích tiểu thành đại, mình tích tiền để mình mua Uber nha. Ủa mà trận này nãy giờ hình như không có boss thôi mọi người. Mình chưa thấy boss xuất hiện. Hèn gì nãy giờ đánh thấy khỏe khỏe. Nãy giờ không có cái gì mà căng thẳng hết. Nó chưa có ra boss mà lấy gì căng thẳng. Đánh sắp xong luôn mà chưa thấy boss. Vậy là trận này không có boss rồi đó. Làm nãy giờ tích xu để mua Uber ra đánh boss. Mà kệ, vẫn mua Uber ra nhìn cho nó ngầu lòi. Nè, Uber tới viện trợ đây. À thôi, thắng luôn rồi. Uber khỏi viện trợ đâu, Uber đi về luôn đi. Nhận mèo mới nữa. Mình nhận được thêm XP. Với cái này không rành. Giờ để coi mèo mới. Coi là mèo gì. Đâu rồi? Kung Fu Cat. Wow, Kung Fu Cat. Mà thôi, mình không có mua. Rồi cũng hết năng lượng luôn. Thôi để up game cái rồi xíu mình sẽ vô lại. Ok, chào mọi người, lại là mình đây. Thì mới vô game thì mình vừa mới phát hiện là nay có cái sự kiện Lunar New Year hay sao á. Tay quay cái này nè. Vậy mà hồi sớm giờ mình chơi mình không biết mọi người. Đó, trúng 3 số 7 này là được 777 cap food. Ủa, nó cho mình quay 2 lần hả? Quay thêm 1 lần nữa nè. 2 số 7 với một cái gì á.
Ủa sao vậy? Sao? Ủa hư máy luôn rồi. Kì á. À 223 cách phút với 1000 cách phút nữa nè. Cộng lên quá trời cách phút luôn mọi người. Giờ là 1643 cách phút luôn rồi. Thôi vậy mà sáng hồi sớm giờ mình chơi mình không để ý luôn. Thôi giờ tập trung vô chuyên môn, đó chính là vượt map. Mình qua tới Colombia đấu rồi. Đi càng ngày càng xa rồi đó. Đó. À. Cũng chiến thuật cũ thôi. Chiến thuật cũ thôi. Không có gì đổi mới đâu. Tại mình thấy đánh kiểu này nó cũng ổn á, không đến không có vấn đề gì cho nên là mình cũng lười thay đổi chiến thuật. Mình cứ đánh bình thường thôi, miễn sao mà mình leo từ từ mình xong cái chapter này là được. Không biết là cái cửa này có boss gì căng không ha. Chứ hồi nãy là mấy cửa trước là chưa căng. Có là xuất hiện con chuột túi là khó đỡ nhất. Mà cũng phải gọi là khó nữa tại nó là boss mới thôi. Còn cửa này thì mình không biết. Mỗi cửa mình chơi mình không có biết trước được á. Chỉ có khi là mình đánh rồi mình mới biết là cửa đó có con gì thôi. Nó sẽ hiện cho mình, nó sẽ hiện lên con gì cho mình. Còn khi mà mình chưa đánh thì nó không hiện. Nên là mình không biết nha. Cho nên là phải tiết kiệm tiền để mua Uber ra. Có gì mà có boss một cái là còn có Uber đỡ đạn. Chứ không thôi là mấy con này sợ gánh không nổi á. Không mà tính ra mua mấy con này với số lượng nhiều thì chắc cũng gánh nổi. Thôi mà mua Uber đi cho nó lẹ. Có Uber rồi nè. Đó. Con kia nữa, còn con kia nữa để từ từ mua thêm một con nữa. Hai con Uber là hết sợ gì. Hai con Uber là gan to bằng trời liền. Mà mình thấy sắp tiêu diệt được thành luôn rồi nên là không có cơ hội mua hai con Uber ra đâu. Hai con nó không bao giờ hội tụ được mọi người à. Ok, thắng luôn. Ui sao mấy màn sau này mình đánh mình ít gơi ngọc ha. Không có gơi ngọc nữa. Là phải cày nữa đó mọi người, phải cày nữa đó. Cày thì cực lắm, cày ngọc mình thấy cực. Lâu, chơi lâu lắm. Nãy giờ thì mình thấy chưa có boss gì mới lạ nữa ngoài con chuột túi. Không biết trận này như thế nào. Cũng cái gì cũng phải từ từ để coi mọi người. Chứ mình thấy là mấy cửa sau này thì nó toàn cho mấy boss đô ra không à. Khó nhại lắm. Nên là phải trừ xu lại để mua Uber ra đánh. Mà mặc dù mấy con Super Rare thì đánh cũng ok lắm mọi người. Không đến nỗi đâu mà tại mình muốn mua Uber á. Ui, nãy giờ có con sóc không vậy? Mà giờ này mình mới để ý con sóc nè. Mà con sóc này thì cũng mình nghĩ là cũng dạng tép riêu như con rắn thôi. Không có căng đâu. Cho nên là cũng dễ đối phó. Con gorilla này bây giờ tầm thường. Gorilla, ui, cái gì vậy? Con bướm mọi người. Mình hết hồn luôn á. Con này nhìn như con bướm thôi miên ở trong Pokemon đó mọi người biết không? Nhìn nó giống vãi ra luôn. Y hệt luôn. Hai chị em sinh đôi rồi. Tại mà bớm xuất hiện thì Uber cũng xuất hiện luôn. Đó, một bên bên 9 bên 10 thôi. Không có gì phải sợ. Đây thì một con nữa nè. Đây tới thời tới rồi. Hai Uber luôn, bướm cánh bướm này làm sao mà đối phó nổi. Wow, con Santa mọi người nó chơi một cái thông là chết con bướm liền. Trời ơi đỉnh vãi, phải mua được thêm một con Uber nữa ha. Mọi người giờ mọi người thấy nhộn nhịp không? Đó, một đàn mèo luôn, đàn em của mình. Một con Santa đã dẫn đầu lôi thêm một đống đàn em ra nè đó. Giờ là đang tổng tiến công vô khung thành của tụi nó. Đó, thành nó sắp sập rồi, trụ gì nổi tầm này. Ủa sao thấy đấu đỉnh vậy mà không gây ngọc trời? Rồi, kỳ này cày ngọc hơi mệt luôn. Giờ tới Argentina. Ý mà khoan để đi ra coi, mình thấy cũng khá một quãng đường khá dài rồi đó. Bây giờ mình đi coi mình còn khoảng bao nhiêu ải nữa là mình xong cái này nha. Đây đâu rồi? Đây nè, Argentina nè. Là một rồi đó, này nữa. Cũng sắp xong rồi đó mọi người. Lướt qua lướt lại thì còn bao nhiêu ải nữa đâu. Thôi đi tiếp đi. Đi tiếp đi mình cho nó xong. Cho nó xong mấy cái trận này. Ủa sao khung thành bên quốc gia này hình người vậy mọi người? Ông này là ai? Mình không biết luôn tại sao
Tại sao nó lại để hình hình người luôn á? Thôi, để lo tập trung đấu mất công thua nữa. Đây thì hai con này ra trước nha. Giờ đợi để xu tiếp. Để xu để mua Uber ra. Đó, giờ là mình không mua con gì viện trợ hai con này nha, để hai con này gánh nha. Mình không thường thường là mấy trận trước là mình sẽ mua con thần rìu với con sushi ra viện trợ. Mà hôm nay mình không mua mà trận này mình không mua luôn. Mình sẽ đợi đủ 2660 là mình quất Uber ra mình đi tới thôi. Đó chứ mình không có mua Super Rare ra. Mình chơi một cái là mình chơi tới Uber Super Rare không à. Nhờ vậy mà thấy hai con này cũng ok phết luôn á mọi người. Mọi người coi nó gánh nãy giờ luôn. Đỉnh chưa, thấy máu nó trâu chưa? Mọi người thấy nó gánh từ đầu trận không? Nãy giờ mình đâu có mua con gì ra đâu. Giờ cho tụi nó gánh không á, giờ sắp mua được Uber luôn rồi nè. Quá đỉnh, trời ơi. Hai em này không thể khinh thường. Đó, vừa mua Uber ra, got boss ra luôn. Boss ra luôn rồi nè, Gorilla nè. Đó, hai con này toan thì có Uber rồi, sợ gì? Sợ gì đâu mà không tiến, trời ơi. Ai mua giờ. Ờ, mình nghe nói là con cá mập. Ý mà mình cứ lộn á mọi người, thiệt ra nó là con cá dâu á. Con cá dâu thì nó kỹ với mấy con màu đỏ đỏ như là con hai cẩu nè. Mấy bạn kia comment á, nói là nó khác nhau. Là kiểu mấy con đỏ đỏ nó sợ con cá dâu của mình á. Đây, mới lo nói chuyện mà cái miệng thì nói mà cái tai thì bấm. Cái ra được thêm một con Uber nữa thì. Mình không biết sao nhưng mà mình thấy con Santa này nó có vẻ nó mạnh hơn con Kai hay sao á. Hay là tại mình con Santa nó level 4 rồi con Kai nó level 3 cho nên là con Santa mạnh hơn xíu thì mình không biết nữa. Ui sao mà đấu mấy cửa cuối này nhận nhiều thứ quá ha. Đây nhận nhiệm vụ, đúng rồi nhận nhiệm vụ. nhận Gamatoto một cái. Ai tại hồi nãy mình có up game á, xong cái mình up cũng khá lâu á, rồi mình mới lên lại, mình mới quay lại cho mọi người xem. Cho nên là nhận được Gamatoto nữa rồi. Mình set cái thời gian cái chỗ này thì nhận được khá là nhiều SP luôn. Thấy không mọi người, thấy không, quá trời SP luôn. Đó, cái gì vậy? À thêm một cái con nhỏ nữa. Đây là cái chỗ mà mình hay set thời gian nó ở đây nè. Đó, con của mình level 5 rồi. Bây giờ thì đi leo map tiếp thôi. Công việc chính của ngày hôm nay là leo map. Leo được ải này nữa thôi là cũng hết năng lượng rồi mọi người. Hết năng lượng là ván cuối rồi đó nha. Ván cuối rồi. Đó thì ván cuối chơi sao cho máu lửa đời mới nở nè. Yeah, thì theo chiến lược cũ thì hai em mèo này gây trước. Hai con này thế vậy mà trâu bò lắm nha. Hơi bị trâu bò luôn. À, giờ cho nó cầm chân đi. Rồi mua Uber. Kỳ này mình sẽ đổi chiến thuật là mình sẽ sử dụng con Santa ra trước. Mỗi lần là mình sử dụng con Kai không mà bây giờ mình sẽ sử dụng con Santa ra. Mình sẽ mua con Sushi ra để viện trợ hai em mèo này. Để em thôi ván nào nó cũng gánh, thấy cũng tội nghiệp. Phải cho có đồng có đội ra. Đây mà dù gì cũng boss cũng ra rồi để đấu với Super Rare nó mới công bằng. Ủa mọi người, mình nâng cấp Uber là cái con Uber nó cũng tiến hóa như mấy con khác phải không ta? Là nó sẽ biến đổi thành một hình dạng mới đúng không? Để mốt mình thử nâng cấp một con thử coi sao. Mà không biết là nên nâng con Kai hay con Santa này nữa. Đó, có gì mọi người bình luận nha, mọi người bình luận ý kiến để mình tham khảo mình nên nâng con nào trước. Đó, bây giờ là Uber của mình ra nè. À, thấy không mọi người, thấy không, cái con này nó bự quá cho nên là zoom mà zoom nhỏ nhỏ lại là nhìn nó không có full cái nhân vật á, cho nên là phải zoom xa xa ra. Mua xong Uber rồi, bây giờ mua đàn em nè. Đó, nó đang kéo đàn em lại, mình mua tùm lum mèo ra luôn. Đó, một con mèo thánh thiện nữa, từ từ mua thêm con Kai ra nữa mọi người, cho cuộc chiến này đầy máu lửa. Ui con voi nữa kìa. Thời khắc cuối cùng còn có con voi nữa mà công nhận con Santa đánh một phát là bay luôn. Đó, bây giờ đàn em là xịn xịn không nha. Có con Kai nữa mọi người, con Kai đang từ từ đến viện trợ cho Santa. Cửa này mình thấy khá là trâu luôn á mọi người.
con Santa của mình nó xuất hiện từ hồi đầu trận tới bây giờ mà vẫn chưa hạ gục thành của nó. Uầy, sao con Santa nó đứng hoài vậy ta? Uầy, nó đứng hoài luôn mọi người, nó không đánh luôn kìa. Kìa sao vậy? Con Santa của mình bị lắc à? Toàn mấy con khác đánh thôi, con... À đây đây, nó đánh đây nè. Nó mà đánh một phát là thắng luôn rồi đó. Ok, thì tập này mình nghĩ là dừng tại đây được rồi ha. Tại vì mình thấy nó khá là dài rồi đó. Thì đây là số ngọc. Số ngọc, số chiến tích mà mình đã siêng năng chăm chỉ cày. Đó là cũng được bao nhiêu đó. Thì mấy cửa này thì từ từ mình cũng sẽ cày ngọc luôn. Ôi mà tính ra cũng đâu còn bao nhiêu nữa đâu, là mình tới boss của chapter 1 rồi. Tập đánh boss thì mình nghĩ có lẽ nó sẽ rơi vô tập 8. Mà cũng không biết được, tại vì mình không có biết trước là nó sẽ có đủ năng lượng để đánh boss không. Cho nên là cũng hên xui. Nhưng mà mình sẽ cố gắng cho nó rơi vô tập 8. Còn giờ thì bye bye mọi người, và hẹn gặp lại mọi người ở tập 8 tiếp theo. Bye bye.